solo với em đi, nếu anh thắng em cho số điện thoại chị gái em cho anh làm quen. Ôi trời đất ơi. Ui ôi các bạn ơi. Ui trời đất ơi. Thời ơi. Em tên Kiều Anh, ui dồi ôi. Win yên tâm, em cho số uy tín đấy nhỉ. Trời đất ơi, mình đã thực hiện cái combo nhưng mà lần này thì sống sao được chiến công đầu. Đâu vào đây, ai đỡ hộ để 4.000 ra tường chuẩn. A few moments later. Đấy, đúng số này rồi, vừa xong bạn ấy có chat như vậy. Nào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm trước thì mình có đăng một clip, có một bạn gạ solo với mình. Mình đăng lên xong thì cũng thấy rất là nhiều bạn nhắn tin riêng cho mình và gửi những cái lời mời solo. Một trong số đó thì mình thấy các bạn này có một lời mời solo khá hấp dẫn. Thế nên là mình cũng muốn nhận lời các bạn ạ. Đây các bạn đọc đi. Alo anh ơi, anh có người yêu chưa? Solo với em đi, nếu anh thắng em cho số điện thoại chị gái em cho anh làm quen. Ôi trời đất ơi. Đánh đúng vào tâm lý mình rồi. Bây giờ tiền đối với mình thật ra thì nó cũng quan trọng ấy. Nhưng mà các bạn ạ, bao nhiêu năm trời rồi, cái vấn đề chính là anh có người yêu chưa? Đây là cái cơ hội rất là lớn cho mọi người nha. Chốt thôi. Bây giờ phải lịch sự. Chào em. Được thế à, thì tốt. Đấy. Đâu chị gái em đâu? Cho anh xem. À không được. Cho anh xem gì? Ôi giời, bạn ấy xem luôn các bạn, bạn ấy xem luôn này. Cho anh xem thì kiểu như là phũ phàng quá. Để cho bạn ấy xem như bạn ấy có phản ứng ra sao. Hay đấy các bạn ạ. Mình thấy cái series này được ấy. Nhiều bạn nhắn tin gọi là có những lời mời solo. Mình sẽ xem xét là những lời mời solo của các bạn nó có hấp dẫn hay không. Đây này anh. Đâu? Đâu đâu đâu? Ui ôi. Ui ôi các bạn ơi. Ui trời đất ơi. Trời ơi. Không biết con nên con mình nên đặt tên là gì nhỉ? Ôi các bạn ạ, chắc chắn rồi. Ui, chị gái các bạn này luôn nhá. Xinh dã man các bạn ạ, các bạn gì này, xinh cực kỳ luôn ấy. Mà kiểu sang chảnh nhá, mặc váy viết các kiểu rất là sang chảnh, cầm trên tay đi thôi được rồi. Duyệt luôn các bạn ạ. Ôi rồi ôi. Mà thôi, như này thì mình bị kiểu ham hố quá. Thế chốt solo con gì. Đấy. Được đấy các bạn ơi. Kèo này hay, kèo này hấp dẫn. Để xem bạn ấy muốn solo con gì. Tầm này solo con gì mình cũng chiều luôn cho mọi người nha. Kể cả kèo dưới đi chăng nữa là mình cũng chiều. Hấp dẫn như thế này cơ mà. Có chat gì mà chat lâu thế. Solo ma lốc đi anh. Ơ được, ma lốc thì lại đơn giản. Mình tưởng solo Toro đi anh, solo Ibanez đi anh. Hai con Toro hai Ibanez đấm nhau thì có mà đến sáng mai. Solo ma lốc đi anh. Từ từ đã, mình đợi cho bạn ấy chat xong nha. Nếu anh thắng em cho anh số điện thoại chị gái em. Úi trời, cái này là mình cần này. Bây giờ là mình cần cái đấy này các bạn này. Nhưng mà cần phải với một điều kiện là phải thắng được bạn ấy cơ. Phải thắng được. Vì tình yêu nha mọi người nha. Vì tình yêu. Xóa đi cái vấn đề là kiểu như là bị ế. Nếu anh thua anh mất em 100k thôi cũng được. Nói chung là 100k đối với mình thì nó cũng gọi là to đấy. Nhưng mà thật ra thì không vần thành vấn đề nha mọi người nha. Chốt em ơi, vào game đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào game và lập phòng, sau đó là gửi cho bạn ấy nhá. Sau đó là để xem là mình có xin được số điện thoại của chị gái bạn này hay không. Ok nha, vừa xong thì mình cũng đã đưa ID phòng cho em trai đấy rồi. Bây giờ chờ đợi em trai vào thôi. Đây rồi, bắt đầu luôn nha. Và kèo đối đầu, đó chính là kèo đối đầu Malok. Thì mình sẽ chơi ngay cái bộ trang phục Malok đại tướng robot. Căn bản bộ trang phục này nhìn nó đồ sộ và nhìn nó lực dã man các bạn ạ. Đặc biệt là mình mang cái tốc biến thay vì bộc phá đi nha mọi người. Cầm Malok đi solo thì nên mang bộc phá để thực hiện được combo. Bên kia thì em trai chơi Malok Samurai tử sĩ. Trước tiên là mình sẽ cần phải hỏi kèo như nào đã. Phải biết được rằng kèo như nào.
Đấy, kèo như nào em? Phải biết được rằng kèo như nào đã. Sau đó thì chúng ta mới có những cái phương án solo nó phù hợp. Cố gắng trận đấu này thắng các bạn ạ. Cơ hội để có thể đổi đời. Không, cơ hội để có thể có người yêu đây rồi. Sao vẫn chưa thấy em ấy chat cái gì nhỉ? Ủa? Đâu rồi? Không thấy giao kèo gì này thì không biết đánh đấm kiểu gì đây ta. Đây rồi, 3 mạng win. Được rồi, ok, 3 mạng à. Không ăn máu. Hôm trước thì mình có làm kèo 5 mạng. Còn ngày hôm nay thì bạn này đưa ra cái gọi là 3 mạng. Được rồi, kèo đấu 3 mạng không ăn máu. Thế thì vẫn được về nha. Không thấy giao kèo vì cách lên đồ. Thế nên cứ lên đồ tự do thôi. Solo về trình độ, solo về cách lên đồ, solo về gọi là độ may mắn nha. Mình thì mình cứ lên đồ phụ trợ trước. Bởi vì mình cũng đã giới thiệu cho người cái trang bị phụ trợ trong chế độ solo rồi. Win được em cho số chị. Úi dồi ôi, tuyệt vời quá. Cảm ơn em nhiều. Yên tâm, trận đấu này anh sẽ cố gắng hết sức. Chứ còn nếu mà mình thua thì lưu như lúc đầu cũng đã trình bày rồi đấy. Bạn ấy thì nếu mà thua mình chỉ mất bạn ấy 100k thôi. Còn nếu mà mình thắng ấy thì là mình được bạn ấy cho số chị gái. Thế được rồi, cơ hội để có thể có người yêu nha. À thì mà Lốc Samurai tử sĩ. Ui dồi ui ui. Ui dồi vỡ đầu em rồi. Vừa xong mình luyện ngục xịt mất các bạn ạ. Mà chém đau ra phết. Đây là toàn sát tương chuẩn mà thôi. Nhưng bây giờ mình đang bị lỗ máu hơn. Căng quá, căng quá. Cứ tưởng không căng mà căng không tưởng luôn. Nào bây giờ phải lựa lựa để có thể chém. Để rồi chém chém chém. Ui dồi ôi, chém xịt mất rồi. Mình có trang bị phụ trợ đây rồi nhá. Cái trang bị phụ trợ này thì các bạn thấy mình lên trang bị mắt. Nhiều bạn sẽ thắc mắc. Nhưng mà thật ra thì mình lên mình cũng có ý đồ đấy. Bởi vì khi mà mình kích hoạt lập tức là nó sẽ đốt sát thương phép nha. Nó sẽ đốt sát thương phép các bạn thấy không? Mình kích hoạt một phát là ma lúc sẽ bị đốt sát thương phép. Và đặc biệt cái này nó cũng có thể làm chậm nữa. Chứ không phải là các bạn cứ nghĩ là mình lên trang bị này để khắc chế ma lúc có tàng hình. Ma lúc làm gì có tàng hình đâu. Mình lên này để có thể cấu diện tốt hơn và cuối game mình có thể bán đồ, đổi đồ nó dễ hơn thôi các bạn ạ. Chủ yếu mình lên như này solo thời điểm đầu trận đấu thì mình sẽ bị thọt một chút nha. Thọt hơn một chút. Các bạn đấy là mình chém không được đau lắm đâu. Nhưng mà mình sẽ mở combat trước. Đi rồi ôi ôi. Ui ôi. Thôi thôi thôi. Chém phát này chém. Ui. Hên quá các bạn ơi. Mình còn đứng một chút máu. Tí nữa thì mất mạng đầu. Căng thật. Căng thẳng ghê. Không hề đơn giản một chút nào. Nói chung là kiếm được số chị gái của em trai này thì cũng không hề đơn giản một chút nào nha. Ờ kìa hô hô. Bạn ấy vừa xong gọi là có được một chút lợi thế là bạn ấy cũng cảm thấy sung sướng. Nhưng mà hiện tại tỷ số vẫn là 0-0. Cứ oánh đi, tầm này sợ gì. Chém, có chữ 1 đây thôi. Chém. Ui giời ơi, không chết được kìa. Ôi thật kìa. Bạn ấy đầu tư tốc biến rất nhanh. Chứ không là mình có được một mạng đầu tiên rồi. Căng thật. Gần 3 phút, 3 phút đồng hồ rồi mà chưa có án mạng xảy ra nhá. Chưa có án mạng gì cả. Nói chung lát nữa nếu như mà để xác định dồn đam, mình kích hoạt thêm cả cái trang bị mắt nữa để có thể dồn đam được hiệu quả hơn nha mọi người. Bây giờ là cả hai bên rồi, máu chém rồi. Mở các bát trước ạ, này thì nhảy tiếp nè. Nào, chém tiếp khô máu luôn tầm này nhá. Khô máu luôn. Nhưng mà mỗi lần chơi là mình cần phải chờ kỹ năng hồi tiếp. Đây rồi, đây rồi, chém. Ui giời ơi, còn chút máu. Căng quá, mỗi người còn chút máu mà thôi. Trong bụi đúng không, tốc biến. Ý, mù mắt. Trời đất ơi, mình đã thực hiện cái combo. Nhưng mà lần này thì sống sao. Sống sao được chiến công đầu. Cuối cùng là mình cũng đã có được một mạng rồi. Vất vả thật sự. Vất vả dã man. Bởi vì là mình cũng đã thực hiện combo chương một tốc biến vào trong bụi để tạo ra tình huống bất ngờ mà ai ngờ lại xịt mất. Một mạng rồi mà chưa thấy mà em trai ấy chat gì cả. Không sao, nói chung là kèo đối đầu 3 mạng cơ mà, mới được một mạng thôi. Lại này, ôi trời, con lại này lịch sự quá. Bà đấy lên cái trang bị thương thương khung kiếm trước, mình thì mình lên cái trang bị nhanh trước chém cho đau nha mọi người nha. Gọi là lên hẳn cái trang bị nhanh trước chém cho đau, chém cho lực. Công nhận là hai ma lốc solo với nhau nhìn nó cũng đã nhỉ các bạn nhỉ. Bởi vì là các bạn thấy qua là chém toàn sát tương chuẩn thôi. Bên kia chém nổ sát tương chuẩn, bên mình cũng chém là nổ toàn sát tương chuẩn. Đấy. Đau thế. Để nó cấu diện thốn dã man. Cái này thì kèo thì cũng là không có kèo kiểu như là không được về. Thế này mình cứ về liên tục nhá. Bao giờ có cái kèo kiểu như là không được về cơ thì lúc đấy sẽ ôm trụ. Mà ôm trụ tính ra khi mà ma lúc đã cứng cáp đã trâu rồi, băng trụ thì phát một luôn các bạn ạ. Nói chung mà các bạn muốn solo với mình thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhá. Nói chung là dạo ở đây thì mình check tin nhắn khá nhiều đó. Đấy, các bạn cứ nhắn tin cho mình là mình sẽ check. Ui dồi, ui dồi, luyện ngục luôn. Đây rồi, đây rồi, khô máu. Ui sởi ơi, mình và ma lúc bên kia mỗi người còn chút máu mà thôi. Chị
Chưa kịp chém mà Túc biến chạy mất kìa, chán chưa? Suýt chút nữa thôi lại có được bảng thứ hai. Suýt chút nữa, vẫn là cái câu suýt chút nữa các bạn ạ, à. Quá đáng tiếc. Không sao, làm lại. Căng quá anh. Nhưng mà công nhận là bạn kia đánh cũng hay. Hay đấy em, đấy phải dành tặng cho bạn ấy một lời khen. Thật ra thì do bạn ấy thiếu may mắn thôi, chứ còn một vài tình huống mình còn chút máu, mình cũng gọi là về thành công. Do là bạn ấy kiểu nổ đam nó chưa được hiệu quả. Cảm giác mình lực hơn rất nhiều. Luyện ngô. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chém. Ôi ôi, nó né được rồi, phí quá. Phí một phát chém của mình. Khô máu tâm này kích quạt phụ trợ. Đó các bạn thấy không, đốt sát từng phép nha. Và lựa lựa chém lựa. Bay màu 3200 sát từng chuẩn. Ôi rồi đỡ làm sao được. 3200 sát từng chuẩn làm sao mà đỡ được. Hai mạng rồi, chỉ cần một mạng nữa thôi là mình sẽ có số của chị gái em trai kia nha. Bây giờ mình còn phải giáo trước với bên kia là nốt mạng cuối, chứ không sợ bên kia kiểu không để ý. Mà lúc đầu bạn ấy cũng giao kèo là 3 mạng rồi các bạn ạ. Hiện tại thì chưa thấy bạn ấy phản ứng gì cả, nhưng thôi mình cứ phải giao kèo trước là nốt mạng cuối. Đấy. Uầy, tính ra nhìn trâu đấy nhở. Mà các bạn thấy ông ngoại hình của ma lúc đại tướng robot to xác hơn so với samurai tử sĩ nhá. Mình vẫn cảm thấy samurai tử sĩ nó nhỏ hơn. Thì tất nhiên rồi, ma lúc đại tướng robot là trang phục bậc SS, còn ma lúc samurai tử sĩ bên kia là trang phục bậc S mà thôi. Đấy, nó khác nhau thì bậc cũng có hiệu ứng thay đổi, nó cũng khác nhau rồi đó. Ôi, ôi, địa ngục trước này, mình làm cái gì bạn ơi? Úi giời ơi, còn chút máu đây này, cho bay màu luôn nhá. Cho bay màu luôn này, chưa một tốc biến này. Cho bay màu luôn, 3900 sát tương chuẩn. Gần 4000 sát tương chuẩn. 3-0 rồi. Thế này là còn lời gì để nuối tiếc hay không khi mà 7 phút đồng hồ rồi nhá. Nói chung là kèo 3 mạng thì cũng nhanh thôi khi mà mình đã xanh rồi các bạn ạ. 3 mạng. Chưa thấy phản ứng gì cả. Để xem bạn ấy chat cái gì, sau đó là cho em xin full ổ. Full ổ là full đồ à? À được, được rồi. Nói chung là bây giờ mình cứ lấy lòng này em vợ trước các bạn ạ. Lấy lòng em vợ trước. Full đồ thì full đồ. Cho full đồ luôn. Bên kia là mình thấy samurai ma lúc samurai tử sĩ lên hẳn phù chú trường sinh. Mà khi mà không giao kèo không giao kèo lên đồ ấy, thì mình có thể lên cái trang bị gọi là đao truy hồn, giảm hồi máu. Bởi vì các bạn biết phù chú trường sinh nó cũng hồi khiếp ra phết đấy các bạn. Ok, mình sẽ giải thích tại vì sao mình lại lên hai trang bị kích hoạt. Đấy, đã lên trang bị phụ trợ rồi lại lên thêm trang bị thương khung kiếm. Đây nhá, kích hoạt phụ trợ. Đó, sau đó mình sẽ sử dụng sang thương khung kiếm. Mà mỗi tội thương khung kiếm của mình mười mấy giây mới hồi tiếp các bạn ơi. Úi dồi, nháy. Ui rồi tôi toàn. Không thể tin nổi các bạn ạ, bị lừa rồi. Ha ha. Ăn được một mạng của mình chắc là bạn ấy cũng sung sướng lắm. Lúc mà mình sử dụng sang cái thương khung kiếm thì nó chưa kịp hồi. Các bạn ạ, chưa kịp hồi. Đấy. Nói chung là trong chế độ solo thì lên những cái trang bị kích hoạt, gọi là hai trang bị kích hoạt trong trận đấu cũng được, ba trang bị kích hoạt cũng được, do các bạn có nhanh tay hay không thôi. Kiểu như là đang kích hoạt xong trang bị này thì chúng ta sẽ chuyển sang để có thể kích hoạt sang trang bị khác, gọi là sử dụng sang trang bị khác chẳng hạn. Còn bán đồ đổi đồ nó sẽ là cuối game nhá, khi mà thừa tiền thừa vàng rồi thì sẽ bán đồ đổi đồ sau. Bây giờ là chỉ có đổi những cái trang bị kích hoạt thôi. Ôi giời, vẫn thích khô máu với mình. Rồi, hiện tại có thương khung kiếm thành công rồi nha mọi người nhá. Vào đây là mình kích hoạt thương khung kiếm luôn. Nào, thương khung kiếm. Ô, vai cả đạn. Toàn ngồi, 3-2 rồi, lật kèo. Cho bạn ấy full đồ thôi mà cảm giác các bạn ấy chém ghê ra phết. Bạn ấy thiếu còn đúng trang bị nữa kia là bạn cũng full đồ rồi. Mình thì cũng thiếu đúng một trang bị nữa thôi là mình full đồ nha mọi người. Nói chung là cũng căng thẳng ra phết. Cần phết đó em. Đấy, cứ phải chat một cái câu như này để xem là em ấy phản ứng ra sao. Dù sao sau này em ấy cũng là em vợ mình mà các bạn. Chỉ cần lấy số được chị gái của em ấy thôi là kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ tán thành công cho mọi người. Chị em tên Kiều Anh, ui dồi ôi. Tên Kiều. Tên Kiều Anh là tên Kiều hay là tên Kiều Anh ta? Hình như là Kiều Anh, chứ còn ít khi có người tên mỗi là Kiều lắm. Win yên tâm, em cho số uy tín thế nhở. Uy tín quá, được. Uy tín như này là chốt sổ luôn chứ còn gì nữa. Khô máu luôn rồi, ui dồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa khô máu được. Căn bản là hiện tại chưa full đồ. Bây giờ là phải đợi full đồ cơ. Nói chung là phải chiều em trai này.
Hiện tại là mình cũng đã lên được thành công cái trang bị giảm hồi máu rồi nha mọi người nhá. Không có dao kéo với nhau thì cứ lên thoải mái thôi các bạn. Chứ còn ví dụ như là dao kéo với nhau là không nên giảm hồi máu này thì mình sẽ không lên. Bây giờ cơ sở luôn trang bị liềm đây. Đó, lát nữa khi mà có tiền rồi thì bán đổi đồ, chứ còn bây giờ nghèo lắm. Có hơn 500 vàng này nghèo lắm. Đợi nốt mà Manlock Samurai tử sĩ full đồ, mình thấy qua bạn ấy cũng sắp full rồi đấy. Chắc là bạn ấy đang cố lên nốt đồ to nữa thôi là full. Tầm này giai đoạn này gọi là trao đổi chiêu thức với nhau thôi, chém để thăm dò tình hình sát thương của nhau nó như thế nào thôi các bạn. Mình đóng 200 bị nanh là cũng là gọi rất là khỏe rồi các bạn nhé. Khô máu không về, ôi trời, máu quá nhở. Ok luôn nha. Cuối cùng là Maluk Samurai bên kia thì cũng đã full đồ rồi. Nói chung là thoát kiếp FA và kiếm được người yêu hay không ấy thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào phát khô máu này các bạn ạ. Mình thì cũng đã chuẩn bị sẵn đầy đủ tâm lý rồi. Có trang bị phụ trợ ở đây thì mình kích hoạt xong. Nếu như pha solo khô máu mình kích hoạt xong, mình sẽ bán đi để lên trang bị khác nhá. Mình cũng đã tùy chỉnh trang bị liềm và trang bị giáp bông mạnh rồi. Maluk bên kia lên hẳn cái trang bị giáp bông mạnh luôn. Chắc cú thật sự. Sao bây giờ thích khô máu để xem nào. Khô máu thì khô máu liền. Đó, bán đi để lên trang bị giáp bảo mệnh nhá. Ok. À, luyện ngục trước mình à? Mình luyện ngục sau. Né hộ cái. Né đi đâu trời ơi, 2900 sát thương chuẩn. Cố gắng lấy giáp bảo mệnh, lấy được giáp bảo mệnh rồi. Mình là lợi thế hơn bởi vì mình còn giáp bảo mệnh. Ui rồi. Nó chém cũng đau. Nào. Đâu vào đây. À, đỡ hộ để 4000 sát thương chuẩn. Còn gì để lời chăn trối nữa hay không? Đây là mình còn cái giáp bông mệnh nha mọi người nhá. Đấy là mình còn giáp bông mệnh đấy. Bây giờ không biết là em ấy phản ứng ra sao. Chứ còn 4 mạng rồi. Còn thích như nào thì mình cũng sẽ chiều tiếp. Vẫn chưa đến chat thì mọi người ạ. Vẫn chưa đến chat thì. Ủa? Sủi rồi, sủi mất tâm rồi à. Đây nha anh. Đây nha, cái gì vậy? Mình vẫn đang chờ đợi đây nha anh, chờ cho hồi sinh à. Kèo thì lúc cũng đã giao từ lúc đầu rồi. Nếu như mà mình ăn được gọi là mình thắng ấy thì mình sẽ có được số điện thoại của chị gái em trai đó. Còn nếu mình thua ấy thì mình sẽ mất 100k. Tầm này thì lụm lúa thôi mà mỗi tội là chả thấy gì cả. Ủa? À đây rồi, Maluk chat không. Ôi dồi ôi, ông chat cả số ra, bây giờ ông ghi hẳn như này, từng số một thế này, 091. lụm lúa các bạn ơi, 0911. Đấy, 0911. Mới có 4 số nha, bây giờ phải xem có chính xác hay không, 5. Đó, lại còn như này nữa, 50. 7, ôi hồi hộp quá. 4. Ơ hết rồi à? 0911507444. Ô, mình thấy số hình như vẫn còn thiếu sao ấy, thấy sai ít số thế nhở? À 4, à 3 con 4 à. Ok, thôi. Mình thì mình cũng đã đạt được mục đích rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình ra mình gọi thử xem, gọi là phải gọi luôn, làm quen luôn các bạn ạ. Ra làm quen luôn nhá. Ok các bạn ơi, có số rồi thì bây giờ mình thử gọi điện xem sao. Uống miếng nước cái đã. Chào em. Đấy, anh xin phép làm quen em. Cứ luyện giọng trước cho mọi người nhé. Bây giờ thì mình gọi thử xem sao. Nói sao là 0911507 444. Đấy, đúng số này rồi. Vừa xong bạn ấy có chat như vậy. Nào. Số máy quý khách vừa gọi chưa đúng. Xin vui lòng kiểm tra lại. Người con gái chẳng cần kia.